Chào cả nhà, thì tiếp tục các review về các cái loại bánh kẹo mứt ở bên shop ha. Thì shop sẽ tiếp tục review cho cả nhà mình xem về mứt tắc. Thì ở trong cái loại mứt tắc mà hiện giờ shop vừa mới nhập lên chiều nay là mứt tắc nguyên trái quấn. Thì ở trên tay của shop đang cầm là một cái túi xếp 500g của cái mứt tắc nguyên trái quấn này cả nhà. Thì đây là cái loại mứt tắc mà shop đang bán cũng rất là chạy nè. Thì đối với cái loại mứt tắc này á, thì là nó sẽ được làm thành từng cái trái riêng biệt và nó sẽ quấn lại vào trong cái túi ni lông. Đây cả nhà có thể xem thử, ở trên tay shop đang cầm là các cái trái mứt tắc nguyên trái quấn nè. Thì cả nhà mình thấy là nó hình rất là đẹp chưa. Đây cả nhà mình thấy đây là mứt tắc nguyên trái quấn của shop nè. Thì đây nó sẽ được làm thành từng cái trái như vậy. Đây từng cái trái quấn như vậy nè. Và cả nhà mình thấy là nó sẽ nằm trong từng cái túi riêng. Đây trong từng cái túi riêng như vậy. Thì khi mà mình sử dụng thì rất là dễ, tại vì khi đó mình rất là dễ bảo quản ha. Cả nhà mình có thể sử dụng từng trái như vậy. Thì cái hạn sử dụng của cái mứt này rất là xa, từ 2 tới 3 tháng nha cả nhà. Do đó mình có thể sử dụng, mình để lâu dài được ha. Thì cái vị của cái mứt tắc này á, là cái vị chua ngọt. Nó lớp làm shop làm những cái loại bánh kẹo mứt của bên shop là ngọt nhẹ thôi, hoặc là vị chua ngọt thôi chứ không có ngọt quá nhiều. Đó thì bây giờ mình cùng khui thử một cái trái mứt tắc nguyên trái quấn này ra như thế nào nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ shop sẽ khui cho cả nhà mình xem nè. Đây là một cái trái mứt tắc nguyên trái quấn của shop nè. Đó cả nhà mình thấy là quấn ở trong một cái túi ni lông rất là đẹp như vậy ha, và từng cái trái riêng biệt. Rồi vậy thì bây giờ shop sẽ khui cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà mình có thể mở nó ra ở đây. Đây ha, đó. Rồi và bây giờ ở trong cái túi ni lông này mình mở ra như vậy. Đây nè, cả nhà mình thấy đây là một cái trái mứt tắc nguyên trái quấn, nó nằm ở trong cái túi ni lông nè. Đó, rất là đẹp chưa? Và cả nhà mình thấy là ở trong này là shop đã bóc cái hộp nó ra rồi ha. Do đó cả nhà thấy là trong này là không hề có hộp. Và ở đây nè, chỉ có cái vỏ nè, cái vỏ và cái trái của cái trái mứt tắc này bên trong. Đó, và ngào với đường theo cái vị chua ngọt rất là ngon luôn. Đây cả nhà mình thấy nè, cái màu vàng là màu vàng tự nhiên nha cả nhà, và còn cái nước đường nó sệt sệt ở ngoài rất là ngon luôn. Đây đây là một trong những cái loại mứt tắc mà shop vừa lên rất là nhiều cái hàng chiều nay luôn nè. Đó, shop thì rất là mong nhận được những cái đơn hàng về mứt tắc của cả nhà mình ha. Thì ngoài ra shop còn có mứt tắc dream và mứt tắc sốt muối ớt nữa. Thì đây là những cái loại mứt tắc mà shop đang bán rất là chạy luôn. Rồi rất là mong nhận được đơn hàng về mứt tắc của cả nhà mình ha. Cảm ơn cả nhà.